Và tới đứng tay đứng lên đứng đầu là hai sáu bảy chín mười một và tám đội hình của Phạm Đăng Hùng sáu tám mười hai mười một chín và mười đội hình đã hết sức căng trên mười hai và ba vô cùng trận đấu. Sơn Hải phát bóng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế này. Trời cấn. Câu kiểu là một câu dai. Đông Hồng 7 năm. Đội điểm từ Xuân Hải 6-7. Đội điểm cho Đông Hồng 8-6. Đông Hồng Uyên lên. Tóc chạm lưới. Đội điểm cho Đông Hồng 18. Phạt bóng tung hăng tên. Đội điểm cho Đông Hồng 11-10.
20. 10-20. Đây bóng. Chắn á. Được. Qua đâu là chắn. Qua đâu họ tình chắn. Kể qua đâu họ nhai chắn. Một pha nhai chắn mấy quả cũng được. Cho một pha bóng. Trong vai nhảy chẳng thì chạm nhiều tay thì... Trời ơi. Đéo quá luôn. Điểm cho Đông Hồng 15-12. Phạt bóng ngoài sân. Cơ điểm của Xuân Hải 13-15. Phóng ngày đập không bắt đó mà đang câu tên mà đang câu tên mà họ đang câu tên mà khổ ừ. Đó thì đánh đang câu tên được nhảy họ đôi xuống. Chạm lưới. Đẹp bị cắn cứ. Đông Hồng xin quyền hồi ý lần thứ nhất để xét đấu thứ nhất. Thank you.
Phải nói rằng là chiều hôm nay mặc dù tiết trời nó hơi nắng gay gắt hơn, nhưng với sự cống hiến của cầu thủ hai đội đã cho chúng ta một phần thi đấu rất hay. Mặc dù mới bước vào hiệp một được hơn một nửa, nhưng tỷ số đều đã lên tới 7 lần. Phải nói rằng hai đội có sức chiến đấu rất là ngang sức ngang tài. Chín. Đây là khán giả lôi ra khỏi sân để cho cầu thủ tiền vượt thay đó.
điểm cho Đông Hải. Xuân Hải 20-21. Đội điểm cho Đông Hồng 22-20. Điểm cho Đông Hồng 23-20. Xuân Hải hồi lần hai ở trận đấu thứ nhất. Hết thời gian hồi ý, hai đội tiếp tục vào sân thi đấu. Đông Hồng phát bóng. Đội điểm cho Đông Hồng 24-21. Quả bóng tốt của Hồ Sáu Đông Hồng, điểm cho Đông Hồng 25-21. Kết thúc trận đấu thứ nhất, Đông Hồng thắng Xuân Hải với tỷ số 25-21. Quỳ chờ trong hơi lát để đón xem tuần thi đấu trận đấu thứ hai giữa đội Xuân Hải gặp Đông Hồng.